3 tháng đầu năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết cho 959 trường hợp hưởng chế độ trợ cấp chính sách người có công và hỗ trợ cho trên 1.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện Sơn Tịnh hiện có 13 loại sản phẩm có thế mạnh ở các nhóm ngành. Địa phương đang nỗ lực triển khai chương trình OCOP đối với các sản phẩm đặc trưng. Xin cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa 12 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về kết quả công tác 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. 3 tháng đầu năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt việc chăm lo cho người có công cách mạng, hộ nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thẩm định hồ sơ giải quyết cho 959 trường hợp hưởng chế độ trợ cấp chính sách người có công theo quy định. Phối hợp kiện toàn tổ biên tập sách chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ngãi. Kiện toàn ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc tốt người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm trực thuộc sở. Ở lĩnh vực lao động, ngành đã thực hiện tốt các nội dung liên quan đến pháp luật lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, cấp giấy phép lao động nước ngoài. Kịp thời xử lý hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức thành công 3 phiên giao dịch việc làm và kết nối tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Tiếp tục hướng dẫn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ cho trên 1.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, người thuộc diện trợ giúp xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, quản lý chặt chẽ việc quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về công tác vệ sinh an toàn lao động tại doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tiếp tục triển khai 20 sàn giao dịch việc làm còn lại trong năm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình lao động việc làm của thanh niên để định hướng nghề một cách sát thực nhất, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Huyện Sơn Tịnh hiện có 13 loại sản phẩm có thế mạnh ở các nhóm ngành gồm thực phẩm thô, sơ chế đóng gói, thảo dược, lưu niệm, nội thất, trang trí. Đa số các sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể, riêng nấm đông trùng hạ thảo đã có quy định cấp văn bằng nhãn hiệu. Thị trường tiêu thụ chính các sản phẩm này đa số ở tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Kon Tum. Trên địa bàn huyện còn nhiều sản phẩm đặc trưng có giá trị thế mạnh và tiềm năng phát triển. Đây là yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm đặc trưng của huyện tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh có kế hoạch đầu tư kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình OCOP đối với các sản phẩm đặc trưng của huyện. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Tuổi trẻ Mộ Đức đã và đang triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực. Mỗi công trình, mỗi phần việc đều hội tụ sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ và lan tỏa niềm vui hạnh phúc đến người dân. Tuyến đường điện từ thôn Phước Sơn đến thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức dài 500m vừa được đoàn xã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng. Để các công trình điện thắp sáng đường quê này, đoàn xã đã vận động 30 triệu đồng và huy động đoàn viên dẫn trụ. Công trình ánh sáng đường quê có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thôn, làm đẹp đường làng ngõ xóm và góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đoàn xã đã tổ chức nhiều công trình phần việc thanh niên, đó là công trình ánh sáng đường quê, trồng hoa tại các tuyến đường và trường học, xây dựng sân bóng chuyền cho các em vui chơi. Qua đó đã tạo được sự thu hút các đông đảo các vận động viên thanh niên và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thanh niên xã Đức Tân với mô hình trụ thu gom rác thải nhựa chai lọ trên đồng ruộng được nhân dân ngợi khen. Đoàn xã đã xây dựng 8 trụ thu gom rác thải dọc các tuyến đường chính trong thôn 3. Người dân mỗi khi phun thuốc trừ sâu sẽ bỏ vỏ chai thuốc, bao bì vào túi ni lông rồi treo lên trụ, hàng ngày xe chở rác đến thu gom. Từ khi triển khai vào tháng 10 năm 2021 đến nay, cánh đồng ở thôn 3 không còn xuất hiện rác thải bao bì nữa. Đoàn thanh niên của xã Đức Tân là dựng mấy cái trụ ra. Bà con chúng tôi là bơm thuốc, đem tre lên cái trụ, không có vứt bừa bỡ nữa, mà
là coi như cánh đồng là rất sạch mà không có bô bì ở ngoài cánh đồng đó, cho nên xanh, lúa xanh và sạch đẹp. Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, các cơ sở đoàn trong huyện Mộ Đức đã có 38 công trình ý nghĩa, trong đó cấp huyện có 8 công trình gồm khu vui chơi cho thiếu nhi, sân bóng chuyển thanh niên, ngôi nhà nhân ái, thắp sáng đường quê, hàng cây ơn bác. Tại cơ sở, nhiều công trình phần việc ý nghĩa đang được triển khai. Các công trình là tập trung vào việc là tuổi trẻ Mộ Đức chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, có các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, thì qua đó đã phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và đặc biệt thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Mộ Đức góp sức trẻ của mình xây dựng quê hương đất nước. Những công trình phần việc mang tên tuổi trẻ Mộ Đức đã để lại nhiều mảng màu tươi sáng vì cuộc sống cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của thế hệ trẻ Mộ Đức hôm nay. Tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị được xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2021-2025. Thực hiện nhiệm vụ này từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố liên tục tổ chức các đợt ra quân giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán kinh doanh, họp chợ trái phép. Khu vực trước cổng chợ Thu Lộ ở đường Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Người mua bán tập trung về các tuyến đường xung quanh chợ, tràn xuống cả lòng đường. Việc mua bán lộn xộn trước cổng chợ Thu Lộ đã được giải tỏa nhiều lần nhưng rất khó duy trì lâu dài. Nhiều hộ dân nêu lý do kinh tế khó khăn vì mưu sinh nên lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước chợ để kiếm sống. Bây giờ nói chung là kinh tế khó khăn quá. Giờ cũng chị không phải là cái nghề này mà giờ buôn bán khó khăn, dịch bệnh quá, cho nên là phải bán để mưu sinh thôi chứ còn cũng không có gì nữa. Việc tình đây như vậy. Bây giờ buôn bán khó khăn quá. Ở nhà thì đâu có của, dịch bệnh nè. Ở nhà biết ăn gì đâu, cả gia đình. Nên có mình chị là mua bón, mà mua bón ở nhà thì nó ế quá. Cho nên đành phải xách ít cái thịt đi bón dài để kiếm mán qua ngàn. Trên địa bàn phường Trần Phú có nhiều điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, họp chợ trái phép. Từ đầu năm đến nay, phường Trần Phú liên tục tổ chức các đợt ra quân giải tỏa các điểm lấn chiếm. Bà con được nhắc nhở buôn bán đúng nơi quy định, không tổ chức họp chợ trái phép. Việc ra quân được duy trì thường xuyên để lập lại trật tự đô thị. Ủy ban phường đã thành lập một cái tổ làm trật tự an toàn riêng, gồm có 4 người là chúng ta bổ sung thêm và một cán bộ công chức tự tính và một quý phó chủ tịch ủy ban nhân phường phụ trách để tham gia thực hiện công tác này. Chúng tôi đi làm từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến khi nào đến tối hoàn thành, không kể ngày thứ bảy chủ nhật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, từ đầu năm đến nay, thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức 178 lượt ra quân xử lý các trường hợp mua bán trái phép trên các tuyến đường chính. Kiểm tra xử lý các hành vi tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh mua bán, kinh doanh trái quy định. Đã có nhiều nỗ lực trong lập lại trật tự đô thị, nhưng tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tại một số vị trí, tuyến phố chính vẫn còn diễn ra, chủ yếu vào thời gian sáng sớm và ban đêm. Một số người dân tự ý chiếm dụng toàn bộ vỉa hè để lắp đặt chào cây cảnh trước nhà hoặc trồng rau xanh. Tình trạng đậu đổ xe ô tô trên vỉa hè chiếm hết phần đường đi bộ. Việc tập trung buôn bán dưới lòng đường tại các tuyến đường xung quanh chợ Quảng Ngãi vẫn chưa được giải quyết. Các chợ mà tự phát, chợ cát hay là chợ đêm của một số xã phường khác sau khi được các xã phường nó giải tỏa thì các hộ buôn bán tiểu thương để các đơn vị khác tập trung tại chợ Quảng Ngãi đi để buôn bán kinh doanh. Mà thời gian buôn bán kinh doanh thì nó kéo dài từ 4 giờ sáng đến gần 11 giờ đêm. Thì cái việc mà lập lại trật tự thì trang khi cái lực lượng còn thiếu và mãn thì cái này khó khăn ở địa phương. Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Quảng Ngãi tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Thực hiện mua sắm, trang bị 9 xe tải chuyên dụng phục vụ công tác trật tự đô thị tại 9 phường của thành phố. Lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các tuyến đường xung quanh và tại chợ Quảng Ngãi. Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức lực lượng lập lại trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Thành phố tập trung thực hiện nghị quyết 02
tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong cái nghị quyết 02 cũng như trong cái đề án thì nhấn mạnh cái việc là tăng cường công tác quản lý nhà nước, đó là những cái việc thôn tổ phải làm, những cái việc xã phường phải làm, những cái việc phòng ban phải làm và những cái việc mà ủy ban nhân dân thành phố phải tập trung chỉ đạo theo các quy định. Ngoài cái việc là tuyên truyền để người dân tổ chức ý thức thì cái việc có thể chúng ta xử phạt theo các quy định của nhà nước. Thành phố Quảng Ngãi đang nỗ lực xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phần còn lại có vai trò quan trọng là từ về phía người dân. Mỗi người dân hiểu rõ và tự giác thực hiện tốt nếp sống văn minh sẽ góp phần xây dựng đô thị văn minh. Xin kết thúc bản tin trưa ngày 12 tháng 4 tại đây. Quý vị có thể xem lại trên YouTube và fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Xin kính chào quý khán giả.